Thời khóa thì mấy con sẽ tự đặt ra thời khóa cho phù hợp với hoàn cảnh của mình, đi làm việc hoặc là cái thời khóa đó cho phù hợp buổi tối, buổi khuya, sáng, trưa, chiều, tùy theo cái hoàn cảnh của mấy con. Chứ thầy đặt cho mấy con một cái thời khóa chung thì không được, bởi vì mọi người đều có cái hoàn cảnh làm việc khác nhau, cái cuộc sống khác nhau, thì mấy con đặt cho cái thời khóa cho phù hợp, để rồi tới cái giờ đó thì mấy con ôm cái pháp theo cái đặc tướng của mình mà mấy con tu thì nó mới phù hợp và nó mới có kết quả mấy con, mới có kết quả. Trong khi con sẽ đưa một cái bức thư, con sẽ đưa cái bức thư của thầy gửi cho mẹ con, thì mẹ con sẽ thấy rất rõ là gì. Các con nghĩ rằng thường thường cái quan niệm của gia đình, chúng ta phải lớn lên rồi phải có gia đình, phải có con cái để nối dõi tông đường, để thừa kế với nhau. Nhưng mà sự thật, cái thừa kế của mấy con từ các con này, từ cha mẹ sinh mình ra rồi, mà sinh mình ra thử hỏi các con thấy cuộc đời có khổ không? Khổ. Rồi bây giờ tiếp tục để sinh con sinh cháu mình ra nữa, thì như vậy con cháu mình có khổ không? Khổ. Tức là thừa kế một cái dòng đau khổ. Cho nên ở đây chúng ta không lập gia đình, tức là chúng ta chấm dứt tái sanh luân hồi. Mà chấm dứt tái sanh luân hồi vì còn tái sanh luân hồi là còn đau khổ. Bởi vì sinh con đẻ cái thì mình đã đau khổ rồi, mà muốn sinh con đẻ cái nữa cho nó đau khổ nữa, vậy thì mình như người như thế nào? Bây giờ hỏi, ví dụ như cha mẹ bây giờ muốn con phải có vợ có con, phải có bà, phải có cháu, hoặc là ông phải có cháu này kia, vậy những đứa cháu này sinh nó ra chúng ta làm gì cho nó đừng đau khổ? Bệnh đau, nó bệnh đau chúng ta đau thế được không? Nó chết chúng ta có chết thế được không? Mà nếu không làm được điều này, sinh nó ra để nó chịu đau khổ như thế này, chúng ta có xứng đáng là làm cha, làm mẹ, làm ông bà nó không? Hay là chúng ta sinh ra để khổ mặt nó? Chúng ta đâu có trách nhiệm gì phải không? Mấy con có trách nhiệm chứ đâu sao mấy con, đã sinh con mình ra phải có trách nhiệm. Nhưng tại sao nó đau bệnh mình lại không đau thế nó được? Các con thấy, cuộc đời này chúng ta có bốn loại sanh. Thấp sanh là nơi ẩm ướt nó sanh ra loài vật, noãn sanh là loài sinh trứng mấy con, đẻ trứng ra rồi mới nở ra con, thai sanh là mà có thai rồi mới sanh ra đứa con, phải không? Đó là như con người chúng ta, như loài trâu bò nó có thai rồi sanh ra cái con người, và hóa sanh là cái loài đó hợp duyên tạo ra con người. Vậy thì chúng ta muốn có con người trên hành tinh này, cái duyên mà để thành con người thì đâu phải ở trong không gian chúng ta không đủ cái duyên để thành con người, đất nước gió lửa đầy đủ. Vậy thì hợp cái đất nước gió lửa lại thành, thì một cái người mà người ta đã không sanh ở trong cái đường thấp sanh, noãn sanh và thai sanh, không đi vào ba con đường sanh này, thì người ta sẽ đi vào con đường hóa sanh. Mà con đường hóa sanh là toàn thiện, mà con người sanh ra con đường đó hoàn toàn không làm điều ác. Còn con đường mà sanh ra trong ba cái điều sanh này, từ thấp sanh, thai noãn sanh, thai sanh, hoàn toàn nằm ở trong cái dục lạc, trong cái dục. Cho nên do từ dục mà sanh ra, cho nên vì vậy con người nào cũng có lòng dục, lòng ham muốn. Còn cái hóa sanh không lòng dục, không lòng dục. Bởi vậy cho nên con người hóa sanh không có nghĩa là cái con người đó kẻ lùn, kẻ thấp, kẻ cao như chúng ta đã sanh trong ba cái loại sanh này. Cho nên một cái người mà người ta quá sanh nó đồng đều, nó giống nhau, cái kích thước nó y như nhau, nó không khác, đó là quá sanh. Các con thấy quá sanh tuyệt vời, tại sao chúng ta không đi vào quá sanh mà lại thai sanh, để làm gì đau khổ như thế này? Mấy con quá sanh được thì cứ quá sanh một lá một đám con mình đi, nó đâu cần phải ăn cơm uống nước này đâu, nó đâu có khổ. Còn giờ mấy con thai sanh, mấy con đẻ ra mấy con phải chạy làm cơm cho nó ăn, chứ không cơm ăn chết hết sao? Có phải không mấy con? Vậy mà mấy con cứ đẻ con ra hoài à, đẻ ra khổ vậy mà cứ đẻ, bộ khùng có phải không mấy con? Cho nên vì vậy đó, cha mẹ mà ép buộc mấy con phải cưới vợ có con có cái, có người nữa, tao có một mình mày á, mà dòng họ tao tiêu rồi làm sao giờ đây mày có vợ con chứ, tập trung cho có cháu nối dòng họ dõi này, chứ không cái dòng họ Lê, dòng họ Nguyễn này tiêu hết á. Sự thật ra nó tiêu, nó có tiêu đâu, nó giải thoát chứ tiêu. Cứ đẻ ba cái dòng họ Uyển này ra, bao đời nó, đời này đến đời khác, đau khổ nó chồng lên đau khổ mấy con. Còn cháu đông bụi sướng lắm sao mấy con? Nó khổ đau, đứa nào nó khổ đau, thử hỏi cái ông sơ, ông cẩm của nó mà còn sống, nó chích chắc của nó đau, nó bộ ông, cái ông đó ông ngồi yên à, có yên không? Cháu chích nó đau đâu có nghĩa là cái ông đó ngồi yên đâu. Thôi bây giờ thầy nói ông nội thôi,
mà thấy cháu nội của mình nó đau, sao mới bỏ nó khóc quá trời vậy, tao chịu không nổi, tôi bị dỗ hay đem bác sĩ gì chứ để khóc quá. Có phải ông nội đó, ông nội làm thinh được không? Ông cũng đau khổ chứ sao, con thấy không? Cứ đã đau khổ mà cái đứa bé nó sinh ra nó bệnh tật này nó phải đau khổ chứ. Mấy con có sinh ra nó đừng bệnh tật không? Có sinh ra nó đừng ăn uống không? Cho nên vì vậy mấy con thấy tại sao mà chúng ta điên khùng gì mà chúng ta cứ chạy theo con đường sanh ra như vậy, mà sanh ra bao nhiêu cứ thừa kế cái khổ như vậy mà cứ sanh. Tôi như thầy ông vợ ông con có sanh thứ gì được, có phải không mấy con? Mà nó giải thoát chứ, nó giải thoát mức gốc á. Con thấy ông Phật Thích Ca ổng chỉ có một đứa con mà thôi, có phải ông La Hầu La, rồi thằng con này cũng đi theo tu ổng. Bởi vì hồi 8 tuổi á, thì khi mà ổng về ổng thăm gia đình thì vợ ổng mới nói, mới bảo chú La Hầu La, con đi theo ba con xin gia tài đi. Tưởng đâu là ổng cho cái cung vàng điện ngọc, không ngờ là ổng chỉ đưa cái bình bát cho nhỏ. Tiêu cái cuộc đời rồi. Tiêu cái bé này ôi mình bán đi hoài, đi theo ổng đi xin hàng. Rồi cuối cùng chứng quả là hán, cái cung vàng điện ngọc ông Phật ông có đâu có cần mấy con, có phải không? Rồi do đó ông cho đứa con đi tu. Rồi bà vợ này thấy con mình đi tu thôi cũng đi tu theo, cả vợ chồng con cái gì chính đạo hết trơn. Con thấy cái đó là một cái hoàn toàn cái chấm dứt. Mà bây giờ dòng họ Thích mấy con thấy cả thế giới, chúng ta là gì đây, không phải họ Thích à? Có phải cái dòng họ Thích này quá trời đông phải không, con cháu đông không? Bởi vì đó là cái sự giải thoát mà. Còn mấy con không có vào cái dòng họ Thích thì mấy con đâu có giải thoát được. Bởi vì ông bà cha mẹ của mình, ông Phật ông là cái người mà đi trước giải thoát rồi, bây giờ mình theo cái dòng họ này để giải thoát, cái mục đích mình vậy mà. Còn bây giờ mấy con theo dòng họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần, họ Trịnh gì đó thì mấy con có giải thoát không? Đẻ con cái rảnh đau khổ gần chết phải lo cơm lo nước cho ăn, mấy con thấy sung sướng gì? Cho nên từ đây nghe thầy chấm dứt đi, đừng có xem sinh con đẻ cái gì hết. Cha mẹ có nói đưa bức thơ thầy, ba mẹ đọc bức thơ này đi, chừng nào mà ba mẹ trả lời được thì con sẽ chấp nhận cưới vợ có con. Phải không? Mấy con sẽ trả lời thầy biết thế nào mấy con muốn đi tu thì cha mẹ sẽ có sự cản trở. Thưởng nó vô chùa tu chắc chắn là nó gõ mỏ tụng kinh, nó khổ hạnh ngày ăn bữa chết, nó ở nhà ăn cho sung trước. Không ngờ là vô chùa tu sướng gần chết, đứa một cái thất nghệ đó nó ăn ngon no, ở không nó ngồi đó nó chơi chứ nó có làm gì, có phải không? Tu sướng hơn ngoài đời, không lo đói lo no, không lo tiền có lo bạc, không có sướng sao? Rõ ràng là cha mẹ không hiểu. Không, thầy nói thẳng nó thờ có mấy con, mấy con cứ nghĩ đi, phải không? Vô cái thất người ta cho nhà cửa đàng hoàng, phòng tắm vệ sinh đàng hoàng, nước nôi đầy đủ, đèn điện đầy đủ, không thiếu chút nào, không phải sướng sao? Ở nhà mấy con kiếm cái nhà vậy không phải cực rồi, không phải dễ. Mấy con thấy cái nào sướng? Vô đây đâu cần gì mà đâu phải cái nhà này của mình chỉ đời sống của mình nó tiện nghi như vậy là đủ rồi. Cho đến khi hoàn toàn tâm mình bất động để cho mình không tái sanh luân hồi nữa, chấm dứt cái lòng ham muốn của mình thôi, thì cuối cùng mình không tái sanh luân hồi thì mình giải thoát hoàn toàn rồi, đâu còn khổ nữa đâu, mà đâu còn sinh con đẻ cái nữa, khổ nữa đâu. Cho nên hạnh phúc vô cùng. Mình chấm dứt rồi, khi mà mình tu xong rồi, ai có duyên thì họ theo dòng họ Phật Thích Ca, mình cũng theo dòng họ đó, cho nên mình sẽ dạy cái kinh nghiệm lại cho họ, để đem hết tất cả một cái thế gian này không còn người nào đau khổ. Đó là cái chung, là cái chung mà. Cho nên vì vậy mà khi thế gian này hết đau khổ rồi, mình cứ dọn cái bàn chơi cho sướng, khỏi có ở ngoài này chỉ mất không. Có phải mấy con? Mấy con phải nỗ lực tu mấy con. Bây giờ thầy trả lời thôi, có mấy con xong hết rồi không?